Và hôm qua, Tổng Giám đốc điều hành hãng máy bay giá rẻ của Ireland Ryanair cho biết sẽ giảm đầu tư vào Anh nếu như nước này chọn rời khỏi Liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu dân Ý sắp tới đây. Ryanair là hãng máy bay giá rẻ được xem là lớn nhất châu Âu nếu tính về số lượng hành khách. Hãng phục vụ khoảng 40 triệu đến hơn 100 triệu hành khách mỗi năm đến và đi từ Vương quốc Anh. Sân bay tập trung chính của Ryanair là sân bay Stansted ở London. Tổng Giám đốc điều hành O'Leary cho biết hãng sẽ mở ra một trung tâm huấn luyện tại Stansted và tạo thêm 450 việc làm mới tại Anh. Khoản đầu tư này trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong một sự kiện có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne, ông O'Leary cho biết khoản đầu tư này có khả năng sẽ bị rút lại nếu như Anh chọn rời EU trong tháng 6. Để tôi nói một cách đơn giản thôi, nếu Anh không phải là thành viên của châu Âu, thì những khoản đầu tư và những việc làm này sẽ vào tay các quốc gia khác. Vì thế, Ryanair mở chiến dịch rất mạnh ủng hộ Anh ở lại EU. Ông O'Leary cũng cho biết, nếu Anh rời EU, chi phí đi lại và nghỉ mát của người dân chắc chắn sẽ tăng lên.